Tác phẩm Chuyện rừng xanh Tập 1 Tác giả Roger Kipling Người dịch Phạm Văn Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Nhã Nam Ấn Hành Người đọc Đỗ Trung Hậu Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Lời giới thiệu Rudyard Kipling sinh năm 1865 tại Bombay, Ấn Độ. Cha ông là John Lockwood Kipling, dạy học ở trường mỹ thuật và công nghiệp Bombay. Lên 6 tuổi, Rudyard Kipling về Anh học tại trường nội trú dành cho con của người Anh làm việc tại Ấn. Năm 1883, ông trở lại Ấn làm cho tờ Civil and Military Gazette ở Lahore. Sau đó, làm biên tập viên cho tờ The Pioneer ở Allahabad Đồng thời viết truyện và thơ Tháng 3 năm 1889 Ông rời Ấn đi Miếng Điện, Singapore, Hồng Kông, Nhật và đến San Francisco Rồi đi khắp nước Mỹ và Canada Ông cưới vợ người Mỹ và sống ở Rectorboro, tiểu bang Vermont Từ năm 1892 đến năm 1894 Sau đó ông về Anh định cư tại vùng nông thôn gần Bogwash, Sussex và mất năm 1936. Trong thời gian ở Vermont, Roger Kipling viết nhiều truyện về loài vật, một số gom lại trong hai tập, The Jungle Book, xuất bản năm 1894, và The Second Jungle Book, xuất bản năm 1895. Truyện của Kipling trang hòa hình ảnh, âm thanh, màu sắc và hương vị, nhất là khi đặt trong cảnh thiên nhiên hoang dã và ngôn ngữ mộc mạc của thú rừng. Ngày nay, tác phẩm của ông vẫn còn hấp dẫn đối với mọi giới, cả người lớn, lẫn trẻ em. Mặc dù thời đại của chúng ta đã khác với thời đại của ông trong cách nhìn về mối quan hệ giữa các quốc gia, giữa các sắc dân, giữa người với muôn loài và thiên nhiên. Xuất hiện trong 8 truyện ngắn của hai tác phẩm nêu trên, Molly có lẽ là nhân vật được biết đến nhiều nhất đầu thế kỷ 20, Robert Baden Powell sáng lập phong trào hướng đạo và mượn các biểu tượng trong truyện của Molly để giáo dục trẻ ngành ấu. Từ đó, các nhân vật Akela, Anh Xám, Balu, Bahira, Ka, Hathi, Kasha, các khái niệm như luật rừng, đá hội đồng, bầy, đàn, cùng hoa đỏ, tiếng rống lớn, điệu múa trăng đã gắn liền với sinh hoạt của các ấu đoàn. Ngày nay có hơn 30 triệu hướng đạo sinh thuộc mọi lứa tuổi trong 161 nước trên thế giới và hình ảnh của hướng đạo sinh thường mang lại sự tin cậy trong cộng đồng và xã hội. Các tác phẩm thường được nhắc đến của Kipling là Departmental Duties xuất bản năm 1886, Soldiers Tree xuất bản năm 1888, The Light That Falls xuất bản năm 1890, Bark Room Palace, xuất bản năm 1892, năm 1896, Captain Courageous, xuất bản năm 1897, Storky and Co. năm 1899, Kim, xuất bản năm 1901, Dressel Story, xuất bản năm 1902. Ông nhận giải Nobel văn chương vào năm 1907 ở tuổi 42 là tác giả trẻ nhất nhận giải này cho đến nay. Chuyện rừng xanh dịch theo The Jungle Books của nhà xuất bản Signet Classics, New York năm 1961 có tham khảo thêm các bản trên mạng để bổ túc cho những chỗ sai sót trong bản in. Khi các bản in không nhất quán với nhau, chúng tôi theo bản của Signet Classics, ví dụ Diều Chi thay vì Ren, Nhiếm Sahi thay vì Iki, Wai Gakna, thay vì Waigunga. Các bài hát và thơ chủ yếu được dịch theo ý để tạo vần điệu. Minh họa của John Lockwood Kipling và track lấy từ bản phổ biến trên mạng Project Gutenberg. Tháng 9, 2012 7 giờ tối Trong giải đồi Sioni, trời rất ấm. Sói cha thức dậy sau giấc ngủ ngày. Gãi, ngáp, rồi duỗi hết chân này tới chân kia để xua đi cảm giác buồn ngủ trong cái móng. Sói mẹ nằm, cái mũi xám lớn vắt qua bốn sói con đang ngã lộn nhào kêu chí chóe. Trăng rọi vào miệng hang nơi họ sống. Sói cha nói, Âu, lại đến giờ săn rồi. Lúc ông sắp phóng xuống đồi, thì một cái bóng nhỏ đuôi xù tiến qua cửa hang rên rỉ. Chúc may mắn, Ôi sói đầu đàn, chúc đàn trẻ cao quý may mắn và có hàm răng trắng khỏe để chúng đừng bao giờ quên nặng đói trên thế gian này. Đó là con chó đồng, tabakiu liếm dĩa. Loài sói ở Ấn Độ khinh bỉ tabaki vì nó chạy rông phá phách, bịa chuyện, nhá dẻ rách và thấy miếng da trong đống rác làng. Nhưng loài sói cũng ngán nó vì hơi ai hết trong rừng. Tabaki dễ nổi điên, mà hệ đã nổi điên thì nó quên nó đã từng sợ bất kỳ ai Cứ thế chạy băng rừng Cắn mọi thứ nó gặp dọc đường Ngay cả con cọp cũng chạy trốn Lúc Tabaki nhỏ tẹo lên cơn điên Vì điên khùng Là điều nhục nhã nhất Xảy ra đến cho thú rừng Chúng ta gọi nó là bệnh sợ nước Nhưng họ gọi nó là Dewani Chứng điên và họ bỏ chạy Sói cha nghiêm giọng nói Cứ vào mà xem Nhưng ở đây không có thức ăn đâu Tabaki nói. Không có cho sói, nhưng đối với một kẻ hàng mọn như tôi thì khúc xương khô cũng là bữa tiệc ngon. Tụi tôi, Gidulok, hay còn gọi là chó đồng, tụi tôi là ai mà đòi kén với chọn chứ? Nó hối hả tới cuối hang, tìm thấy ở đó khúc xương nai còn dính chút xíu thịt, liền ngồi gặm đầu xương kêu răng rắc đầy vui sướng. Chúc may mắn, ôi sói đầu đàn! Nó vừa nói vừa liếm môi. Cảm ơn nha, bữa ăn ngon quá. Tụi nhỏ quý phát xinh đẹp quá. Mắt tụi nó lớn ghê. Lại còn trẻ trung nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Đáng lẽ tôi phải nhớ con vua thì từ lúc sơ sinh đã là nam nhi. Ôi dạo, Tabaki biết rõ như bất kỳ ai rằng không có gì xui xẻo bằng khen tụng và mặt con nít. Nó khoái chí, thấy sói mẹ và sói cha có vẻ khó chịu. Tabaki ngồi yên, thích thú về cái điều tai ác nó vừa nói. Rồi nó nói đầy đắc ý. Ông bự Shikan đã đổi đất săn của ổng. Mùa trăng sau, ổng sẽ săn ở giải đôi này. Ổng đã nói với tôi vậy. Shikan là con cọp sống ở gần sông Waganga, cách đây 20 dặm. Chú thích. Một dặm bằng khoảng 1609 mét. Hết chú thích. Sói cha nổi giận. Nó không có quyền, theo luật rừng, nó không có quyền đổi vùng mà không báo trước. Nó sẽ làm hoảng sợ mỗi con mồi trong vòng 10 dặm, trong khi tôi hồi này phải săn cho cả hai. Sói mẹ khẽ đáp. Mẹ nó không phải vô cớ gọi nó là lân Cri. Thọt. Nó sinh ra đã quen một cảng, vì vậy nó chỉ giết gia súc. Bây giờ dân làng Waganga đang tức nó rồi nó tới đây để chọc giận dân làng mình Họ sẽ lùng sụp trong rừng tìm ra nó Và khi đó nó đã trốn xa Còn mình với đàn con Thì phải chạy khi người ta đốt cỏ Thật là mình biết ơn khanh nhiều lắm Tabaki nói Tôi chuyển lời cảm ơn của bà cho ổng nha Sói chà gắt Cút ra Cút ra săn với chủ của mày Đêm nay mày phá hại như vậy là đủ rồi Tabaki nói nhỏ Tôi đi Ông bà nghe sơ khan trong bụi rậm bên dưới kìa. Rẽ ra tôi đừng báo tin làm gì mất công. Sói cha lắng tai. Ông nghe thấy trong thung lũng tối bên dưới đổ xuống dòng sông nhỏ. Tiếng khô khóc, giận dữ, gầm gừ, ê a, nha nhải của con cọp chưa mắc được mồi. Và nếu cả rừng đều biết chuyện thì nó cũng bất cần. Sói cha nói. Đồ ngu, lại bắt đầu sang đêm bằng cái tiếng ồn đó. Bộ nó nghĩ con nai đực của đất nhà mình cũng giống mấy con bò thiến mập ở Waganga của nó hay sao vậy hả? Sói mẹ nói. tối nay nó không săn bò thiến hay nai đực đâu. Nó săn người. Tiếng nha nhãi đã đổi thành một thứ gừ gừ, rền rỉ như là đến từ bốn góc la bàn. Thứ tiếng làm tiều phu và dân du mục của ngoài trời ngơ ngác và đôi khi khiến họ chạy vô đúng miệng cọp. Sói cha nói nhe hết hàm răng trắng của mình ra người ghê gớm quá bộ cánh cứng với ếch nhái trong bồn nước không đủ hay sao mà nó phải đòi ăn thịt người lại còn trên đất của nhà mình nữa luật rừng bao giờ cũng có lý do cấm muôn thú ăn thịt người trừ phi nó giết để dạy cho con nó cách giết và trong trường hợp đó nó phải săn ở ngoài khu đất săn của bầy hoặc đàn mình lý do thực sự là nếu giết người thì sớm muộn thì dân da trắng cũng sẽ cưỡi voi đến mang theo súng cùng hàng trăm người da nâu đem cồng chiên pháo sáng và đuốc khi đó mọi loài trong rừng sẽ chịu nạn còn lý do mà loài thú bảo nhau là người là sinh vật yếu nhất và thiếu khả năng tự vệ nhất trong mọi loài vì vậy đụng tới họ chẳng hay hóm gì chúng cũng nói điều này thì đúng rằng đứa nào ăn thịt người sẽ bị ghẻ lở và rụng răng tiếng gừ gừ to lên và chấm dứt bằng tiếng a à... sâu trong cổ họng của con cọp vô mồi rồi tiếng tru một tiếng tru không ra dáng con cọp của Shikan mẹ sói nói nó vô hụt, chuyện gì vậy sói cha chạy ra vài bước thì nghe thấy Shikan đang cào nhào lẩm bẩm đầy hung dữ vì nó ngã bổ nhào vào trong bụi rậm sói cha lẫm bẩm cái thằng ngu, không nghĩ ngợi gì nhảy vô lửa trại của tiều phu rồi bị bỏng chân. Tabaki đi với nó. Sói mẹ nói vẫn một tay. Có ai đang lên đồi? Sẵn sàng. Bụi cây hơi có tiếng xào xạc. Sói cha ngồi phè xuống trên hai chân sau, sẵn sàng phóng lên. Khi đó, nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu nhất trên thế gian. Con sói sững lại giữa chừng cú nhảy. Nó chồm lên trước khi thấy cái nó đang nhảy tới, nhưng rồi nó cố dừng lại kết quả là nó phóng thẳng lên không trung một mét hai hay một mét rưỡi rồi đáp xuống gần đúng chỗ nó đã rời mặt đất nó kêu lên người một đứa nhỏ con của loài người nhìn kia ngay trước mặt nó một đứa bé da nâu trần truồng mới biết đi đang đứng vịn nhánh cây thấp. một vật nhỏ xíu mềm mại mủm mỉm như thế có bao giờ đến hang sói ban đêm nó nhìn lên mặt sói cha rồi cười sói mẹ nói đứa nhỏ con của loài người đấy à tôi chưa bao giờ thấy đứa nào mang nó lại đây một con sói đã quen di chuyển con của mình thì có thể ngậm một quả trứng mà không vỡ nếu cần nên mặc dù hàm sói cha ngậm ngay lưng đứa bé nhưng không một cái răng nào làm trầy da nó khi ông đặt nó xuống giữa đám sói con sói mẹ âu yếm nói nhỏ quá trơ trụi quá và can đảm quá Đứa bé chen lấn giữa đám sói con để đến gần làng giá ấm. Ai? Nó bú chung với mấy đứa kia. Vậy ra, đây là đứa bé con của người. À, đã bao giờ có sói nào có thể khoe là có đứa con của người ở giữa đàn con của mình chưa? Sói cha nói. Tôi thỉnh thoảng có nghe chuyện ấy, nhưng trong bầy mình hay vào thời của tôi thì chưa bao giờ cả. Nó chẳng có sợ lông nào mà khi tôi chỉ đụng chân vào một cái là nó chết liền. Nhưng coi kìa, nó ngó lên chẳng sợ gì kìa. Ánh trăng bị lấp khỏi miền hang. Cái đầu vuông bự và đôi tay của Shikan xô vào cửa hang. Tabaki ở đằng sau, nó đang kêu the thé. Chú tị ơi, chú tị ơi, nó vô đây nè. Sói cha nói. Hân hạnh đón Shikan. Nhưng mắt ông bừng giận. Shikan cần gì? shi khan nói con mồi của tao đứa nhỏ con của người đi vào lối này cha mẹ nó bỏ đi rồi đưa nó cho tao shi khan đã nhảy vào đống lửa trại của tiều phu như sói cha nói và điên tiết vì chân bị phỏng đau đớn nhưng sói cha biết miệng heo quá hẹp cọp không thể chui vào được ngay cả ở miệng hang vai và chân trước của shi khan cũng bị ép chặt vì thiếu chỗ như vai và chân của một người định đến nhau trong thùng vậy sói cha nói sói là loài tự do sói tuân lệnh của bầy trưởng chứ không nghe theo lời đứa vằn vện giết gia súc nào hết đứa bé người là của chúng tôi giết nó hay không là tùy chúng tôi tùy mày hay không tùy mày nói nhăn gì vậy hả thề trên con bồ đực tao đã giết tao phải đứng thò mũi vô ổ chó của mày để đòi phần chính đáng của tao hay sao ta shi chính ta đang nói đây tiếng cọp gầm như sấm trong hang mẹ sói gạt đàn con ra phóng tới mắt bà như hai vầng trăng xanh trong bóng tối đối diện cặp mắt rực lửa của shi khan còn tao đây rasa trả lời đứa bé người là của tao hỡi Luân ri của tao nó sẽ không bị giết nó sẽ sống để chạy với bầy và săn với bầy rồi rốt cuộc mày đồ săn con nít trần truồng đồ ăn ếch bắt cá kia hãy chống mắt mà coi nó săn mày bây giờ cút ngay không thì tao thề trên con nai bờm mà tao đã giết thằng cục súc rừng xanh bị phỏng kia là mày sẽ về với mẹ mày què hơn cả cái ngày mày ra đời cút đi sói cha nhìn theo sửng sốt ông hầu như quên những ngày ông chinh phục sói mẹ trong cuộc đấu sòng phẳng với năm sói khác. Khi bà sống trong bầy và được cả bầy gọi là quỷ dữ, không phải chỉ là để khen suông. Shikhan có thể đối mặt với sói cha, nhưng nó không thể chống lại sói mẹ. Vì nó biết rằng khi nó ở cửa hang thì bà có mọi lợi thế của kẻ ở bên trong. Bà sẽ đánh tới chết. Vì thế nó gầm gừ, lùi khỏi miệng hang và khi ra khỏi chỗ trống, nó gầm lên chó cày gần nhà rồi xem bầy sẽ nói sao về việc nuôi người sói này đứa nhỏ của tao rốt cuộc rồi nó cũng sẽ tới hàm răng của tao đồ ăn cắp đuôi xù sói mẹ hỗn hển ngồi bệt xuống giữa đàn con và sói cha nói với bà bằng vẻ nghiêm trọng điều này sư nói đúng đứa nhỏ phải được đưa ra trình bày với bầy bà có muốn giữ nó không mẹ nó bà hỗn hển giữ nó nó đến trơ trụi Ban đêm chỉ một mình và đói lắm Nhưng nó không sợ Nhìn kìa Nó đã đẩy một bé con của tôi sang bên cạnh rồi Còn tên đồ tể què kia Thì đã suýt giết chết nó Rồi bỏ chạy tới Waganga Trong khi dân làng ở đây Lùng sụp hết hang ổ của mình để trả thù Giữ nó hả Chắc chắn là tôi sẽ giữ nó Nằm yên nào Ít nhỏ Ồ con Molly Ta sẽ gọi con là Ed Molly Sẽ đến lúc con săn Shikhan như nó đã săn con sói cha nói nhưng bầy của mình sẽ nói sao luật rừng đặt ra rất rõ ràng là khi sói lập gia đình thì nó có thể rút khỏi bầy của mình nhưng khi con của nó đủ lớn để tự đứng lên thì nó phải đem ra tới hội đồng bày. thường thì hội đồng họp mỗi tháng một lần lúc trăng rằm để các sói khác có thể nhận diện chúng sau kỳ xem xét đó sói con tự do muốn chạy chỗ nào cũng chạy và trước khi chúng giết được con nai đầu tiên, không một con sói lớn nào trong bầy được phép giết một đứa con nào của bọn chúng. Nếu chuyện đó xảy ra, vì bất kỳ lý do gì, hình phạt sẽ là tìm sát thủ rồi giết hắn ngay tại chỗ. Chỉ cần nghĩ một chút, bạn sẽ thấy rằng phải như vậy. Sói cha đợi đến khi các con có thể chập chững, rồi đến đêm họp bầy, ông đem chúng và Molly cùng sói mẹ tới đá hội đồng, ở một đỉnh đồi đầy sỏi và đá tảng nơi hàng trăm con sói có thể ẩn nấp. Akela, sói cô độc, lông xám to lớn, mạnh mẽ và khôn khéo, dẫn dắt bầy, nằm dài trên phiến đá của mình. Ngồi phía dưới ông có hơn 40 sói đủ cỡ màu. Có những sói kỳ cựu, màu trồn có thể một mình bắt nai, cho tới mấy con ba tuổi lông đen, nghĩa là chúng có thể vô được. Sói cô độc đã dẫn dắt bầy được một năm. Hồi còn trẻ, ông đã hai lần rơi vào bẫy sói, một lần bị đánh rồi bỏ cho chết. Vì thế, ông biết cách thức và tập quán của loài người. Ở đá hội đồng, không ai nói nhiều. Mấy sói con ngã nhào lên nhau giữa vòng nơi các ông bố mẹ của chúng ngồi. Thỉnh thoảng, một sói già lặng lẽ đi tới chỗ một sói con, nhìn nó chăm chú, rồi về chỗ của mình không một tiếng chân. Đôi khi, một bà mẹ đẩy con mình ra giữa ánh trăng để cho chắc rằng không ai bỏ sót nó. Khi đó, Akela từ phiến đá của mình sẽ gọi. Các sói biết luật, các sói biết luật, hãy nhìn kỹ, hỏi các sói. Cuối cùng, lòng cổ sói mẹ dựng đứng khi đến lượt sói da đẩy Edmoli. Họ gọi nó như thế vào giữa. Nó ngồi đó cười nghịch với mấy viên sỏi lấp lánh dưới ánh trăng. Akela không hề ngẩng đầu khỏi chân, nhưng tiếp tục tiếng gọi đơn điệu. Hãy nhìn kỹ, một tiếng gầm nghẹn từ phía sau bãi đá giọng xi khan kêu đứa nhỏ của ta đưa nó cho ta bày tự do làm gì với đứa con của loài người akela thậm chí không vẫn tay ông chỉ nói hãy nhìn kỹ hỏi các sói bày tự do có liên can gì tới lệnh của bất kỳ ai ngoài bày tự do hãy nhìn kỹ nhiều tiếng gầm gừ đồng loạt nổi lên rồi một sói trẻ bốn tuổi nhắc lại câu hỏi của Shikan với Akela bày tự do làm gì với đứa con của loài người à luật rừng quy định rằng nếu có tranh cãi về việc một con sói con có quyền được nhận vào bài hay không thì nó phải được sự ủng hộ của ít nhất hai thành viên không phải là cha mẹ của nó trong bài Akela hỏi ai ủng hộ đứa nhỏ này ai trong bầy tự do ủng hộ không có tiếng trả lời và sói mẹ đã sẵn sàng đón nhận điều bà biết sẽ là trận đánh cuối cùng của mình nếu sự việc dẫn tới đánh nhau. Khi ấy, duy nhất một con thú khác loài được phép có mặt ở hội đồng bày, ba lu. Gấu nâu ngái ngủ chuyên dạy sói con luật rừng. Ba lu già có thể đến và đi nơi nào ông thích vì ông chỉ ăn hạt, củ và mật. Liền đứng lên hai chân sau và nói ồm ồm Ông nói Đứa nhỏ con của loài người Đứa nhỏ con của loài người à Tôi ủng hộ Đứa nhỏ con của loài người Một đứa nhỏ con của loài người Chẳng có hại gì Tôi không giỏi nói năng Nhưng tôi nói sự thật Hãy để nó chạy với bầy Để nó được nhập bầy cùng với sói khác Chính tôi sẽ dạy nó Akela lên tiếng chúng ta cần một lời ủng hộ nữa. Ba Lu đã nói, và ông ấy là thầy dạy sói con của chúng ta. Còn ai ủng hộ ngoài Ba Lu? Một bóng đen rơi vào vòng. Báo đen, Bahira, đen tuyền như mực. Nhưng nét hòa tiết báo hiện ra dưới ánh sáng giống như vân lụa. Ai cũng biết, Bahira, và không ai dám cản đường ông, vì ông tin quái như Tabaqui táo bạo như trâu rừng, liều lĩnh như con voi bị thương. Nhưng giọng ông dịu như mật ong rừng nhỏ giọt từ trên cây xuống và bộ da ông mềm hơn lông tơ. Ông gừ gừ. Hỡi Akela, hỡi các bầy sói tự do. Tôi không có quyền gì trong buổi hội họp của quý vị, nhưng luật rừng nói rằng nếu bầy con đang lưỡng lự về một số con mới, trừ phi là việc án mạng, thì mạng sống của con đó có thể được chuột bằng một giá và luật rừng không nói ai có thể hay ai không thể chuột. Tôi nói đúng không? Bọn sói trẻ nói. Đúng, đúng. Chúng luôn nói bụng. Hãy lắng nghe, Bahira. Sói con có thể được chuột. Đó là luật. Bahira nói. Biết rằng tôi không có quyền lên tiếng ở đây, nhưng tôi xin phép quý vị hai chục giọng cất lên. Cứ nói đi! Giết một đứa trẻ trơ trụi là điều hèn hạ. Ngoài ra, khi nó lớn lên, nó có thể làm trò vui cho quý vị. Bà Lu đã nói ủng hộ nó. Bây giờ, tiếp theo lời của Bà Lu, tôi sẽ góp một con bờ đực, một con mập mạp mới giết, cách đây tới nửa dặm. Nếu quý vị nhận đứa bé người theo như luật, như vậy có trở ngại gì không? Nhiều tiếng cất lên ầm à ĩ trở ngại gì? Nó sẽ chết dưới trận mưa mùa đông. Nó sẽ cháy xém dưới mặt trời. Một con ếch trần trụi làm được hại gì mình nhỉ? Để nó chạy với bầy đi. Con bò bà đâu? Bà ra. Hãy nhận nó. Và khi đó, tiếng Akela gọi trầm trầm. Hãy nhìn kỹ. Hãy nhìn kỹ. Hỏi các sói. Molly vẫn chú tâm vào mấy viên sỏi, nó không để ý khi các sói lần lượt đến nhìn nó. Cuối cùng, tất cả chúng xuống đồi tìm con bò chết, chỉ còn lại Akela, Bahira, Balu và các sói của Molly. Shikhan vẫn gầm rống trong đêm. Nó giận lắm vì nó không được giao Molly cho nó. Bahira nói với bộ ria: "ấy cứ đóng cho lớn đi, vì sẽ đến lúc". Đứa trần trụi này khiến mày phải rống một điều khác. Nếu không, thì tao chẳng biết gì về người. Akela nói, Tốt lắm, loài người và con cái của họ rất thông minh. Một ngày nào đó, đứa bé có thể giúp một tay. Bahera nói, Đúng vậy, giúp một tay lúc cần, vì không ai có thể hy vọng dẫn dắt bay mãi mãi được. Akela không nói gì. Ông đang nghĩ tới cái lúc sẽ xảy ra đến cho mọi bầy trưởng khi sức khỏe của ông rời bỏ ông và ông ngày càng yếu. Tới khi rốt cuộc, ông bị các sói giết và một bầy trưởng mới xuất hiện, để rồi đến lượt nó bị giết. Ông nói với sói cha, Đem nó đi và dạy nó trở thành một sói trong bầy tự do. Đó là cách Molly được nhập vào bầy sói. Sioni bằng giá của một con bò đực và lời ủng hộ của ba lu bây giờ bạn phải bằng lòng bỏ qua 10 hay 11 năm và chỉ phỏng đoán mọi thứ về cuộc sống kỳ diệu của Molly trong bầy sói. Vì nếu viết cả ra thì không biết bao nhiêu cuốn sách mới đủ. Nó lớn lên với các sói con, mặc dù tất nhiên các sói hầu như đã là sói trưởng thành, trong khi Molly vẫn còn là một đứa trẻ. Chó cha dạy nó phần sự của nó và ý nghĩa của các thứ trong rừng. Cho đến khi mỗi tiếng xào xạc trong cỏ, mỗi làn hơi của trời đêm ấm áp, mỗi nốt nhạc của đàn cú trên đầu, tiếng sụp soạt của móng dơi đậu chốc lát trên cây, mỗi tiếng tóe nước của từng con cá nhỏ nhảy trong ao, tất cả đều có ý nghĩa đối với nó như ý nghĩa của công việc văn phòng đối với một doanh nhân. Những khi không học, nó ngồi dưới nắng mà ngủ, rồi ăn và lại ngủ. Khi nó cảm thấy bẩn hay nóng, nó bơi trong ao rừng. Nó khi nó thèm mật, Ba Lu bảo nó rằng mật và hạt ăn cũng ngon như thịt sống. Nó liền tự trèo lấy và Bahira chỉ nó cách leo. Bahira hay nằm dài trên cành cây mà gọi Đến đây em nhỏ Và lúc đầu Molly chỉ bám cây như con cù lần Nhưng về sau nó sẽ tung mình qua các cành cây, gan dạ gần như đưa ươi xám. Nó cũng ngồi chỗ của nó ở đá hồi đồng khi bày họp. Ở đó, nó khám phá ra rằng nếu nó nhìn đăm đăm vào bất cứ sói nào, thì con sói sẽ phải cụp mắt xuống. Vì thế, nó thường nhìn đăm đăm cho vui. Lúc khác, nó sẽ nhổ những cọng gai dài khỏi lòng bàn chân của bạn mình vì các sói hay bị dầm và quả gai bám trên lông làm chúng đau ghê lắm. Ban đêm, nó hay xuống sườn đồi ở khu đất trồng trọt, hiếu kỳ nhìn dân làng trong các căn tròi của họ. Nhưng nó ngờ vực loài người vì Bahira đã chỉ cho nó thấy cái thùng vuông có cửa sập giấu ở trong rừng một cách tranh ma đến nỗi nó suýt bước vào và bảo nó rằng đó là cái bẫy. Nó thích nhất là đi với Bahira vào lòng rừng tối ấm, ngủ ngày ngật đến hết cả ngày và ban đêm xem Bahira săn. Bahira săn khắp nơi khi ông ấy đói và Muli cũng vậy với một ngoại lệ. Ngay khi nó đủ lớn để hiểu, Bahira bảo rằng nó không bao giờ được đụng tới trâu bò vì nó được nhận vào bầy bằng giá mạng sống của một con bò đực. Bahira nói, Cả rừng là của con, con có thể săn mọi thứ mà con có đủ sức để săn. Nhưng vì con bò đã thế mạng con nên con không bao giờ được giết hay ăn bất kỳ trâu bò nào dù già hay non. Đó là luật rừng. Molly nhất mực vâng lời. Và nó ngày càng khỏe như một đứa trẻ phải lớn mà không biết mình đang học bà gì và không nghĩ ngợi đến điều gì trên thế gian ngoại trừ những thứ để ăn. Một đôi lần sói mẹ bảo nó rằng Shikan là đứa không tin được và sẽ tới ngày nó phải giết Shikan. Một sói trẻ sẽ nhớ lời khuyên ấy từng phút giây. Nhưng Muli thì quên vì nó là một đứa bé. Tuy nó sẽ tự gọi mình là sói nếu nó biết nói tiếng người. Shikan luôn cản đường nó trong rừng vì khi Akela trở nên già yếu, con cọp què đã trở thành bạn thân của bầy sói trẻ trong bầy. Chúng theo nó để ăn đồ thừa một điều akela sẽ không bao giờ cho phép nếu ông dám sử dụng quyền lực của mình tới giới hạn thích hợp rồi Khan nịnh nọt chúng và hỏi sao những sói săn trẻ giỏi như vậy lại chịu bị dẫn dắt bởi một con sói sắp chết và một đứa bé Khan nói họ kể cho tao là ở hội đồng tụi mày không dám nhìn vào giữa hai mắt nó nghe vậy mấy con sói trẻ liền gầm gừ xù lông Bahira có tai mắt ở khắp nơi. Ông biết chuyện này và một đôi lần ông nói rất nhiều với Moli rằng Shekhan sẽ có ngày giết nó. Moli cười đáp. Con có bầy và con có ông và Balu. Dù ông ấy lười lắm, ông ấy vẫn có thể đánh một hai cái giúp con. Tại sao con phải sợ? Một hôm trời rất ấm. Bahira nảy ra một ý mới từ một điều ông nghe được. Có lẽ nhiếm Sahi đã kể cho ông nhưng Bahara nói với Molly khi họ ở sâu trong rừng. Lúc thằng bé gối đầu lên bộ da đen lộng lẫy của ông. Nè em nhỏ, đã bao lần ta nói Shekhan là kẻ thù của con rồi? Molly nói. Nhiều lần như trái trên cây dừa đó. Dĩ nhiên, nó đâu biết đếm. Chuyện gì vậy? Con buồn ngủ, Bahira à. Còn Shekhan chỉ còn được cái đuôi dài và to mồm thôi, như con mo đó. Nhưng đây không phải là lúc để ngủ. Ba lô biết, ta biết, bầy biết, và ngay cả con nai ngu si khờ khạo cũng biết. Tabaki cũng bảo con. Molly nói, Hô hô, Tabaki mới gặp con không lâu. Nói léo láo rằng, con là thằng nhỏ trần trụi, con của loài người và không đủ sức đào của heo. Nhưng con nắm đuôi Tabaki, quật nó hai lần vào cây dừa để dạy nó lễ phép hơn. Thế là dạy, mặc dù Tabaki là đứa phá phách, nhưng nó đã kể cho con điều rất quan hệ tới con. Hãy mở cặp mắt ra, em nhỏ. Shikan không dám giết con trong rừng, nhưng hãy nhớ là Akela già lắm rồi, chẳng bao lâu sẽ đến ngày ông ấy không giết được con Nai. Khi đó, ông ấy sẽ không còn là bầy trưởng nữa. Những sói đã kiểm tra con khi con được mang ra tới hội đồng lần đầu bây giờ cũng già. Còn mấy sói trẻ thì tin lời Sê Khan dạy chúng là trong bầy không có chỗ cho một con người sói. Chẳng bao lâu con sẽ là người. Molly nói Một người không đi với anh em mình thì ra là cái gì? Con sinh ra trong rừng, con tuân theo luật rừng và trong bầy không có sói nào chưa từng được con nhổ gai dưới chân hộ cho. Chắc chắn họ là anh em của con. Bà ra duỗi mình hết cỡ và liêm di mắt. Ông nói Em nhỏ, sờ dưới hàm ta xem Molly đưa bàn tay nâu khỏe của nó lên Và ngay dưới cái cầm mượt như lụa của Bahira Nơi bắp thịt lớn cuồn cuộn Khuất dưới lớp bộ lông bóng loáng Nó bắt gặp một vết nhỏ trụi lông Không ai trong rừng biết ta Bahira có cái vết đó Vết của vòng đeo cổ Nhưng em nhỏ à Ta sinh ra giữa loài người Mẹ ta chết giữa loài người trong chuồng ở lâu đài của vua xứ Odipo. Vì lý do đó, ta đã chuộc mạng con ở hội đồng, khi con là đứa nhỏ trơ trụi. Ừ, ta cũng sinh ra giữa loài người, ta không hề thấy rừng. Họ đã cho ta cái ăn bằng cái đĩa sắt để sao chấn xong. Cho đến một đêm, ta cảm thấy ta là báo Behera, chứ không phải là đồ chơi của con người. Ta bèn phá vỡ cái khóa vớ vẩn bằng một cú tát rồi bỏ đi và do ta đã biết cung cách của loài người nên trong rừng trở nên dễ sợ hơn xe khan. Không đúng sao? Moli nói. Đúng, cả rừng sợ Bahira trừ Moli. Bảo Đen nói rất dịu dàng. Ồ, con là đứa bé người và cũng như ta đã trở về rừng của ta, vì thế rốt cuộc con cũng sẽ phải trở về lại với loài người, với những người là anh em của con, nếu con không bị giết ở hồ đồng bay. Moli hỏi: "Nhưng tại sao, tại sao có người muốn giết con?" Bà Hera nói: "Hãy nhìn ta." Và Moli nhìn ông không chớp. "Nửa phút sau, con báo lớn quay đầu đi." Ông nói, chân ông đổi chỗ trên đám lá. "Lý do là đó, ngay cả ta cũng không thể nhìn thẳng vào mắt con, dù ta sinh ra giữa loài người." Ta yêu con, em nhỏ. Những thú khác ghét con vì mắt họ không thể nhìn mắt con, vì con không ngoan, vì con nhổ gai trên bàn chân họ, vì con là người. Molly ủ rũ nói, Con không biết những điều này. Và nó nhíu hàng lông mày rậm đen. Luật trừng là gì? Đánh trước rồi nói sao? Vì tính bất cẩn của con, chúng biết con là người nhưng hay khôn ngoan trong thâm tâm ta biết khi Akela hụt con mồi mỗi lần săn ông ấy ghi con nai một khó hơn bầy sẽ chống lại ông ấy và chống lại con họ sẽ họp hội họ đồng rừng ở phía đá rồi rồi ta biết rồi Bahara chồm lên nói con mau xuống đám tròi của người ở trong thung lũng lấy một ít hoa đỏ mà họ trồng nơi đó để đến lúc cần con có thể có đứa bạn mạnh hơn cả ta hay ba lu hay những sói yêu mến con trong bầy đi lấy hoa đỏ đi hoa đỏ mà ba hera nói đến là lửa chỉ vì không sinh vật nào trong rừng gọi lửa bằng đúng tên của nó muôn thú sống sợ lửa cực độ và đặt ra hàng trăm cách để tả nó moli nói hoa đỏ à nó mọc ngoài chòi của họ vào lúc chạng vạn con sẽ lấy nó baheera hãnh diện nói đứa nhỏ con loài người nói thế đấy nhớ rằng nó mọc trong mấy chậu nhỏ đi lấy một chậu nhanh lên và giữ nó ở cạnh con cho đến lúc cần mô nói được con đi nhưng ông có chắc không ồ baheera của con nó vòng tay ôm cái cổ lộng lẫy và nhìn sâu vào cặp mắt lớn của ông ông có chắc tất cả những chuyện này là do Shekhan làm không Thề trên cái khóa vỡ đã trả tự do cho ta. Ta chắc chắn, em nhỏ à. Molly nói. Vậy thì, thề trên con bò mộng đã chuộc mạng con. Con sẽ hoàn trả xe khanh đầy đủ và có thể trả dư một chút. Rồi nó nhảy vụt đi. Bà Hara tự nhủ. Đúng là người, hoàn toàn đúng là người. Rồi ông nằm xuống Ồ, oh, Shikhan, chưa bao giờ mày săn xui xẻo hơn cuộc săn ếch 10 năm trước của mày. Molly chạy thật nhanh, xuyên rừng càng lúc càng xa và tim nó hừng hực. Nó về tới hang lúc sương chiều lên cao, rồi hít sâu, nhìn xuống thung lũng. Các sói con đã ra ngoài, nhưng ở cuối hang, sói mẹ, qua hơi thở của Molly, biết có điều đang làm phiền con ếch của bà. Bà hỏi, chuyện gì vậy con nó đáp lời chị nó cứ lèm bà lèm bèm hoài tối nay con săn ở khu này rồi nó lao xuống qua các bụi cây đến dòng nước ở đáy thung lũng tới đó nó ngập ngừng vì nó nghe tiếng gọi săn của bầy nghe tiếng rống của con nai bờm bị săn đuổi và tiếng khịt mũi khi nai đực bị dồn vào đường cùng khi ấy có tiếng tru độc ác gai gắt của mấy sói trẻ. Akela, Akela, hãy để sói cô độc tỏ sức mạnh, tránh ra cho bầy trưởng, nhảy lên đi, Akela. Sói cô độc chắc đã nhảy và vô hụt, vì Molly nghe hàm răng của ông tát vào nhau và tiếng ẵng vì con nai bờm dùng cản trước đã ngã ông. Nó không chần chừ nữa mà vút đi, tiếng ăn ẵng nhỏ dần phía sau khi nó chạy vào khu đất trồng trọt nơi dân làng sống. Nó hỗn hển lúc nép xuống đống cỏ khô cho gia súc bên cạnh cửa sổ một căn tròi. Bà Hera nói đúng, ngày mai là ngày cho cả Akela và mình. Rồi nó áp sát mặt vào cửa sổ nhìn ngọn lửa trên lò sưởi. Trong đêm nó thấy bà vợ ông nông dân thức dậy nuôi lửa bằng mấy cục đen đen. Khi trời sáng và sương mù lạnh trắng bạch Nó thấy đứa nhỏ nhặt cái chậu đang cói bên trong trát đất, đổ vào đó mấy hòn than đỏ rực, ủ chậu vào trong cái tấm vải khoác, rồi đi ra chăm sóc đàn trâu trong chuồng. Molly nói, Vậy thôi sao? Nếu một đứa nhỏ làm được, thì chẳng có gì để sợ. Thế là, nó sải chân qua góc nhà gặp thằng bé, lấy cái chậu trong tay nó và biến mất vào sương mù, trong khi thằng bé rú lên vì sợ. Molly nói. Họ rất giống mình. Nó thổi vào cái chậu như đã thấy người đàn bà làm. Cái này sẽ chết nếu mình không cho nó ăn. Rồi nó bỏ mấy cành con và vỏ cây khô lên vật màu đỏ đó. Tới lưng đồi, nó gặp Bahira với bộ lông đẫm sương lấp lánh như Nguyệt Ngọc. Bảo nói, Akela vào hộp mồi. Đáng lẽ chúng đã giết ông ấy tối hôm qua. Nhưng chúng cũng muốn gặp con. Chúng đang tìm con trên đồi. Con đã đến khu đất cày. Con sẵn sàng rồi. Xem này. Molly giơ cao chậu lửa. Tốt. Nào. Ta đã thấy loài người ấn cành cây khô và vật đó. Lập tức hoa đỏ nở trên đầu canh Con không sợ chứ? Không, tại sao con phải sợ? Bây giờ con nhớ, nếu đó không là giấc mơ. Hồi con chưa là sói, con đã nằm cạnh hoa đỏ. Nó ấm và dễ chịu. Suốt ngày hôm ấy, Molly ngồi trong hang chăm sóc chậu lửa của nó và nhúng cành khô vào để xem chúng sao. Nó tìm thấy một cành vừa ý. Đến tối, Tabaki tới hang. Rất cọc cằn bảo nó rằng nó phải có mặt ở đá hội đồng nó bèn cười cho đến khi Tabaki bỏ chạy. Khi đó, Molly mới đi tới hội đồng. Vẫn cười. Sói cô độc Akela nằm bên cạnh phiến đá của ông. Đó là dấu hiệu rằng vai trò bày trưởng đang bỏ trống và Shikan cùng với bọn sói tùy tùng ăn thừa của hắn đi ngân ngang nghe lời nịnh bợ. ra nằm sát Moli và chậu lửa nằm giữa hai đầu gối của Moli. Khi tất cả đã họp lại, Shekhan bắt đầu nói một điều hắn chưa bao giờ dám nói hồi Akela còn sung sức. Bahira thì thầm. Hắn không có quyền. Nói đi, hắn là đồ con chó. Hắn sẽ sợ. Molly đứng vụt dậy. Nó kêu lên. Hỏi bày tự do. Shikan dẫn dắt bày hay sao? Con cọp liên can gì đến vai trò lãnh đạo của chúng ta? Shikhan mở lời thấy vai trò lãnh đạo lúc này bỏ trống và được yêu cầu lên tiếng. Molly nói, Ai yêu cầu? Tất cả chúng ta đều là chó đồng bọ đỡ tên đồ tể gia súc này hay sao? Vai trò lãnh đạo của bầy là chuyện riêng của bầy. Có tiếng ăn ẩn. Im đi, đồ nhóc con của người. Hãy để nó nói, nó tuân theo luật của chúng ta. Cuối cùng, các sói kỳ cựu của bầy rống lên Hãy để sói chết lên tiếng Khi một bầy trưởng để mất con mồi Ông bị gọi là sói chết Ngay khi còn sống Và sống không lâu nữa Akela mệt mỏi ngẩng cái đầu già nua lên Hỏi bầy tự do Và cả các ngươi nữa Lũ chó đồng của Shekhan Trong 12 mùa Ta đã dẫn dắt các ngươi Và suốt thời gian đó không một sói nào mắc bẫy hay bị thương bây giờ ta đã hụt con mồi các ngươi biết âm mưu đó dàn xếp ra sao các ngươi biết các ngươi đã đưa ta đến một con nai đực chưa bị mệt để làm lộ sự suy yếu của ta khá lắm quyền lực của các ngươi là giết ta ở đây trên đá hội đồng ngay bây giờ vì vậy ta hỏi kẻ nào tới để kết liễu đời của sói cô độc vì đó là quyền của ta theo luật rừng các ngươi hãy đến từng đứa. Im lặng kéo dài vì không một con sói nào dám tự chiến với Akela. Khi ấy, Shikan gầm lên. Ừ, chúng ta cần gì thằng ngốc đụng răng này? Hắn tới số rồi. Chính người sói mới là kẻ đã sống quá lâu. Hỡi bày tự do, từ ban đầu nó đã là miếng thịt của ta. Giao nó cho ta. Ta chán cái trò rồ dại người sói này rồi. Nó đã quấy rầy rừng mười mùa rồi. Đưa ta, người sói đó. Nếu không, ta sẽ săn mãi ở đây và không cho các ngươi một khúc xương. Nó là người, một đứa con của người. Ta ghét nó tận xương tủy. Khi ấy, hơn nửa bầy kêu an ẳng, Người, người, người dính dáng gì với chúng ta? Để nó đi tới chỗ của nó, Shikhan la lên. Và để tất cả dân các làng chống lại chúng ta hay sao? Không, giao nó cho ta. Nó là người và không ai trong chúng ta có thể nhìn thẳng vào hai mắt nó. Akela lại ngẩng đầu lên nói. Nó đã ăn thức ăn của chúng ta. Nó đã ngủ với chúng ta. Nó đã lùa con mồi cho chúng ta. Nó không vi phạm một chữ nào trong luật rừng. Bahira nói bằng giọng hòa nhã nhất của mình. Còn ta, ta đã chuộc mạng nó bằng con bò đực khi nó được nhận vào bầy. Một con bò thì không đáng kể, nhưng danh dự của Bahira có lẽ là thứ ta sẽ chiến đấu để gìn giữ. Bầy sói gầm gừ Con bò 10 năm trước, chúng ta cần gì mấy khúc xương của 10 năm trước? Bahira nói Hàm răng trắng của ông nhe ra dưới môi hay cần gì lời cam kết phải không? Ôi giàu thế mà các ngươi được gọi là bay tự do. Shikan gào lên. Đứa nhỏ con của người không thể đi với dân rừng. Giao nó cho ta. Akela nói tiếp. Nó là anh em của chúng ta trong mọi điều trừ dòng máu. Vậy mà các ngươi sẽ giết nó ở đây. Đúng vậy. Ta đã sống quá lâu. Một số trong bọn các ngươi là lũ ăn thịt gia súc. Và ta đã nghe rằng một số khác tuân lời sư khanh dạy dỗ. Các ngươi mò mẫm trong đêm, tối, vồ trẻ con ở cửa nhà dân làng. Vì vậy, ta biết các ngươi là bọn hèn nhát. Và ta nói đây là nói với bọn hèn nhát. Chắc chắn ta phải chết và mạng ta chẳng đáng giá gì nếu không ta sẽ đề nghị thế chỗ cho người sói nhưng vì danh dự của bầy một vấn đề nhỏ nhưng không có kẻ dẫn dắt nên các ngươi đã quên ta hứa rằng nếu các ngươi để người sói đi đến nơi của nó thì khi đến lúc ta chết ta sẽ không nhe răng ra chống các ngươi ta sẽ chết mà không chống trả như thế sẽ cứu được ít nhất ba mạng sống cho bầy Ta không thể làm gì hơn, nhưng nếu các ngươi chịu ta, có thể cứu các ngươi khỏi nỗi ô nhục vì giết một anh em không phạm lỗi, một anh em đã được ủng hộ và được chuột vào bầy theo luật rừng. Bầy sói gầm gừ. Nó là người, người, người. Và hầu hết các sói bắt đầu tụ tập quanh Shekhan. Đuôi nó bắt đầu ve vẩy. Bahara nói với Moli Bây giờ sự việc trong tay con, mình không thể làm gì hơn là đánh. Molly đứng dậy, chầu lửa trong tay. Nó duỗi thẳng hai cánh tay, ngáp trước mặt hội đồng. Nhưng nó thịnh nộ vì nó tức giận và đau buồn. Như sói, vì các sói chưa bao giờ bảo nó là chúng ghét nó. Nó hét lên. Nghe đây, không cần liến thoáng như chó nữa. Tối nay, các ngươi đã nói cho ta rất nhiều rằng ta là người. Và thật ra, ta đáng lẽ là sói với các ngươi cho tới cuối đời ta. Đến nỗi, ta cảm thấy lời của các ngươi là đúng. Vì thế, không gọi các ngươi là anh em của ta nữa, mà là sát như loài người gọi. Các ngươi sẽ làm gì? Và các ngươi sẽ không làm gì? Cái đó không phải tự do ý các ngươi. Việc đó là tùy ý ta. Và như vậy, chúng ta có thể thấy một vấn đề rõ ràng hơn. Ta, người, đã đem đến đây một ít hoa đỏ mà bọn chó các ngươi sợ. Nó ném chậu lửa đất xuống. Một ít than đỏ đốt đám rêu khô cháy bừng lên, trong khi cả hội đồng lùi lại vì hoảng sợ trước ngọn lửa nhấp nhô. Molly ấn cành cây khô vào lửa cho đến khi nhánh con lách tách, rồi khua cành cây trên đầu mình giữa đám sói đang co rúng lại. Bahira nói thấp giọng. Con là chúa tể, hãy cứu Akela khỏi chết. Ông ấy luôn luôn là bạn con. Akela, con sói già dữ tợn chưa bao giờ xin điều gì trong đời mình. Thảm thương nhìn Molly khi đứa bé đứng đó hoàn toàn trơ trụi. Mái tóc đen dài của nó hất qua vai trong ánh lửa của cành cây cháy rực đang khiến cho các hình bóng giật mình run rẩy. Molly nói Tốt, nó chậm rãi nhìn rừng rừng xung quanh ta thấy các ngươi là chó ta bỏ các ngươi về với loài của ta nếu họ là loài của ta rừng đã đóng lại với ta và ta phải quên lời nói và tình bạn của các ngươi nhưng ta sẽ khoan dung hơn các ngươi vì ta hoàn toàn là anh em của các ngươi ngoại trừ dòng máu ta hứa rằng khi ta làm người giữa loài người ta sẽ không vì người mà phản bội các ngươi như các ngươi đã phản bội ta. Nó lấy chân, đá đóng lửa, tàn lửa bay lên. Sẽ không có chiến tranh giữa bất kỳ ai trong chúng ta với bầy. Nhưng đây là món nợ phải trả trước khi ta đi. Nó sải bước tới chỗ Shekhan ngồi, đờ đẫn chớp mắt trước ngọn lửa, túm lấy chòm lông cầm của hắn. Bahaira bước theo, đề phòng có rủi ro. ly hát lên. Đứng lên, đồ chó, đứng lên. Khi người nói, nếu không, ta sẽ đốt trụi bộ lông của mày. Hai tay Sê Khan cụp sát đầu. Hắn nhắm mắt vì cành cây cháy rực rất gần. Cái thằng giết gia súc này, nói hắn sẽ giết ta trong hội đồng, vì hắn đã không giết ta khi ta còn nhỏ. Toàn nói năng ba láp, như vậy thì chúng ta có đánh lũ chó khi ta là người không? Nhúc nhích một sợi ri mép thôi. Luôn ri là tao nhồi hoa đỏ xuống cổ họng mày liền nó lấy cành cây đánh lên đầu Shikan. con cọp liền rên rỉ khóc lóc sợ hãi cực độ Hừ, đồ mèo rừng cháy xém cút đi nhưng hãy nhớ là lần sau ta tới đá hội đồng tới như con người ta sẽ đội bộ da Shikan trên đầu còn các ngươi akela tự do sống như ông ấy muốn các ngươi sẽ không giết ông vì ta không muốn như vậy ta cũng không nghĩ các ngươi sẽ ngồi đây thêm lâu thè lè lưỡi ra như thể các ngươi là ai chớ không phải lũ chó bị ta xua đuổi đi nào cút đi lửa cháy dữ dội ở đầu cành cây mô ly tả sung hũ đột khắp vòng các con sói vừa chạy vừa tru lên vì bị tàn lửa đốt lông cuối cùng chỉ còn akela bahira và có lẽ 10 con sói đã đứng về phía mô khi ấy có gì đó bắt đầu nhói lên bên trong mô Cả đời, nó chưa từng bị đau như thế. Rồi nó há miệng thở gấp và thổn thức. Nước mắt chảy ròng ròng xuống mặt. Nó nói, Cái gì thế? Cái gì thế? Con không muốn lì rừng. Con không biết đây là cái gì. Con sắp chết, phải không, bà ra Bà ra nói, Không, em nhỏ à. Đó chỉ là nước mắt của loài người có. Bây giờ, ta biết con là người không là người sói nữa. Thật vậy, từ nay rừng đã đóng lại đối với con. Cứ để nó rơi, Molly, đó chỉ là nước mắt. Vì thế Molly ngồi khóc như thể tim nó vỡ tan. Cả đời, nó trước đây, nó chưa bao giờ khóc. Nó nói, Bây giờ con sẽ đến với loài người, nhưng trước tiên con phải từ biệt mẹ con. Nó đi tới hang nơi bà sống với sói cha và nó khóc trên bộ lông của bà. Trong khi bốn sói con trui lên thảm não. Molly nói. Các anh sẽ không quên em nhé. Các sói con nói. Không bao giờ, chừng nào các anh còn có thể theo vết. Khi em là người, em hãy đến chân đồi, rồi các anh sẽ trò chuyện với em. Và ban đêm, các anh sẽ đến khu rồng trọt để chơi với em. Sói cha nói. Đến sớm nhé. Ồ, ếch nhỏ thông minh. Lại đến sớm nhé, vì mẹ con và cha đã già rồi. Sói mẹ nói. Đến sớm nhé, đứa con trai nhỏ trơ trụ của mẹ. Vì hãy nghe đây, đứa bé người, mẹ yêu con hơn cả mẹ yêu các sói con của mẹ. Molly nói. Chắc chắn con sẽ đến, và khi đến, con sẽ trải bộ da của Shikan trên đá hội đồng. Đừng quên con, bỏ họ là trong rừng là đừng bao giờ quên con. Bình Minh bắt đầu ló dạng khi Molly xuống sườn đồi một mình để gặp cái loài bí ẩn gọi là người.